Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã được nhiều ban ngành đoàn thể tại các địa phương triển khai. Hiệu quả dự án phát triển mô hình nuôi bò thịt tại Hải Dương. Ứng dụng công nghệ mới sản xuất vật liệu xây dựng. Gặp gỡ em Nguyễn Danh Tiến, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, một trong 7 học sinh xuất sắc của cả nước đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện quyết định số 1109 ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số trong nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản, góp phần tích cực trong cải cách thủ tục hành chính. Tính đến ngày 30 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trên 500 chữ ký số chuyên dùng cho lãnh đạo văn thư kế toán các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp xã nhằm phục vụ ký số văn bản điện tử gửi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thực hiện các giao dịch điện tử với các đơn vị tài chính. Ngoài ra, nhiều đơn vị sự nghiệp đã sử dụng chữ ký công cộng do các doanh nghiệp cung cấp. Việc ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử đã giúp các cơ quan đơn vị tiết kiệm được thời gian chi phí hành chính, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, phục vụ cho việc tra cứu lưu trữ văn bản điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh. Tuy nhiên, mặc dù giá trị pháp lý của chữ ký số đã được pháp luật thừa nhận, song một số cá nhân, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn chưa hiểu rõ về tác dụng và hiệu quả của việc sử dụng chữ ký số, còn ngại thay đổi thói quen sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử thay thế chữ ký tay và con dấu thông thường. Việc này đã làm hạn chế trong công tác điều hành công việc và giải quyết một số thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, từ kết quả thực hiện đề tài xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai thịt chất lượng cao phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương, được thực hiện trong 2 năm 2015-2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho Trung tâm Nuôi dưỡng và Phát triển Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Viện Chăn nuôi tiến hành thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò thịt quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh, quy mô 500 con bò lai sinh sản tại 25 xã trên địa bàn 5 huyện giai đoạn 2019-2020. Các hộ gia đình tham gia dự án tại 5 huyện gồm Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, Ninh Giang và Nam Sách đang tích cực triển khai mô hình chăn nuôi bò thịt theo quy mô nông hộ. Trung tâm Tư vấn Bồi dưỡng và Phát triển Khoa Công nghệ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện chuyển giao công nghệ và tập huấn kỹ thuật nhân giống bò, quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò cao sản, cách phòng chống dịch bệnh, quy trình chế biến thức ăn cho bò. Mặc dù dự án mới được triển khai nhưng bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu thực phẩm từ thịt bò cho người tiêu dùng, cung cấp phân bón và sức kéo cho sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người chăn nuôi bò. Từ kết quả đạt được của dự án phát triển mô hình chăn nuôi bò thịt quy mô nông hộ, tới đây, trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch nhân rộng ra các địa bàn khác nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò thịt, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nằm sát với sông Ninh Cơ, có nhiều thuận lợi để phát triển nghề nuôi thủy sản. Tận dụng những lợi thế thiên nhiên ưu đãi cùng với việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nâng cao thu nhập. Từ hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại xã Hải Ninh đã đưa con ếch Thái Lan về nuôi và đạt được hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại đang là thời kỳ cao điểm của vụ nuôi ếch tại địa phương này. Ếch Thái Lan là giống dễ nuôi, ít mắc bệnh, thời gian nuôi ngắn. So với ếch đồng của Việt Nam, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế cao hơn, nên toàn xã Hải Ninh hiện có gần 50 hộ nuôi. Vì ếch là loài động vật lưỡng cư, nên các hộ nuôi ếch vừa có thể nuôi trên bể xi măng, vừa có thể nuôi dưới ao. Khi nuôi trong bể xi măng, người nuôi có thể trực tiếp theo dõi, kiểm soát được tình trạng của ếch, sớm phát hiện dịch bệnh để kịp thời chữa trị. Tuy nhiên, nuôi trong bể xi măng cần phải thay nước liên tục, từ 1 đến 2 lần một ngày để nguồn nước luôn đảm bảo sạch sẽ. Nuôi ếch trong ao đất có lợi là các hộ nuôi có thể kết hợp nuôi cùng với các loại cá truyền thống như cá chấm, cá trôi, cá chép. Với mô hình này, thức ăn dư thừa và phân của ếch sẽ được tận dụng làm thức ăn cho cá. Người nuôi không phải tốn chi phí chăm sóc cá mà vẫn có thêm thu nhập từ nuôi cá. Năm 2018,
toàn xã Hải Ninh có 3 hộ nuôi ếch Thái Lan đạt lợi nhuận từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Còn lại hộ ít cũng đạt từ 30 đến 37 triệu đồng, một vụ nuôi từ tháng 5 đến tháng 9. Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng đã và đang được nhiều doanh nghiệp trong tỉnh triển khai có hiệu quả. Không chỉ đem lại doanh thu cao, thân thiện với môi trường mà còn tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Dương Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, chưa đầy một năm đi vào hoạt động, tuy còn gặp không ít khó khăn, song sản phẩm ngói màu cao cấp do đơn vị sản xuất đã khẳng định được uy tín chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho lao động là con em tại địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 4 hectare và được đầu tư xây dựng với dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Với công suất thiết kế 600.000 m2 trên năm, hiện nay, mỗi ngày công ty cung ứng ra thị trường trên 1.000 m2 ngói màu các loại. Bước đầu, đem lại doanh thu mỗi tháng trên 2 tỷ đồng. Khi đi vào sản xuất ổn định, sẽ đem lại doanh số mỗi năm từ 100 đến 120 tỷ đồng. Một trong những giải pháp hướng đến sự thành công được công ty lựa chọn đó là ngoài việc thực hiện đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng các loại ngói màu chất lượng giá thành cạnh tranh. Công ty còn đặc biệt quan trọng đến vấn đề tuyển dụng đội ngũ kỹ sư, công nhân có tay nghề, thực hiện tốt chính sách chăm lo, đảm bảo nguồn thu nhập, các chế độ chính sách cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, cả nước có 7 thí sinh đạt 2 điểm 10, trong đó có một học sinh của Hưng Yên. Đó là em Nguyễn Danh Tiến, học sinh lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Những ngày này, không khí gia đình em Nguyễn Danh Tiến ngập tràn niềm vui phấn khởi, bởi Tiến không chỉ đạt 2 điểm 10 ở môn lịch sử và giáo dục công dân, mà còn là thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tỉnh. Đạt 28,25 điểm, trong đó môn lịch sử 10 điểm, 9,5 điểm môn địa lý và 8,75 điểm môn ngữ văn. Giấc mơ trở thành sinh viên trường sĩ quan chính trị của Tiến đang ở rất gần. Khi biết được cái kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 ý, thì em cảm thấy cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì là trong cái quá trình học tập ý, thì em cũng đánh giá được cái lực học của em đang ở ngưỡng điểm nào. Qua các kỳ thi thử điểm của em là tăng dần đều ạ. Lớp 12 thì em có 3 kỳ thi. Đó là các kỳ thi của sở này, cái kỳ thi chuyên đề của trường thì điểm của em đầu tiên là được 25,75, tiếp sau đó là được 26,75, còn lần cuối cùng thì em được 27,75, tức là điểm của em lần nào cũng tăng được một điểm, và đến khi đi thi thì em được 28,25 là tăng 0,5 điểm ạ. Đặc biệt trong khi phần lớn thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn lịch sử thì Tiến là một trong hai thí sinh đạt điểm 10 bộ môn này của tỉnh Hưng Yên. Chia sẻ về phương pháp học tập, Tiến luôn chú ý nghe giảng, cố gắng hiểu bài ngay trên lớp. Em dành phần lớn thời gian ở nhà để đọc nhiều sách tham khảo có chọn lọc của các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, các trường đại học danh tiếng do thầy cô giáo em giới thiệu. Vừa học, vừa tự đặt nhiều câu hỏi và tìm cách giải quyết. Việc học ở nhà không phụ thuộc vào thời gian, không gian cố định mà cảm thấy lúc nào cảm hứng thì học, có khi là vừa nấu cơm, vừa cầm sách đọc. Học sinh Nguyễn Danh Tiến là một học sinh chăm, ngoan và thông minh. Không chỉ là yêu môn lịch sử mà em ham học hỏi môn lịch sử, em còn học những cái môn học khác nữa. Ví dụ như là môn văn chẳng hạn, môn địa hay môn công dân. Những kết quả mà Tiến đạt được không chỉ giúp em đạt được ước mơ mà còn góp phần làm giàu đẹp thêm truyền thống hiếu học của quê hương. Với quan điểm khuyến khích xã hội hóa phát triển giáo dục, cuối năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết số 149 quy định một số chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngoài công lập. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thực sự là động lực rất lớn đối với hệ thống giáo dục các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nghị quyết vẫn đang trong quá trình chờ hướng dẫn và chưa đưa vào thực tiễn. Giáo dục mầm non và các nhóm trẻ độc lập tư thục cơ sở giáo dục chuyên biệt ngoài công lập được xây dựng phù hợp với quy hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều nằm trong những đối tượng được nghị quyết 149 của tỉnh hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ được áp dụng với việc cho thuê đất, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học với các cơ sở trường học. Đối với cán bộ giáo viên, nghị quyết thực hiện hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nghị quyết cũng hỗ trợ học phí đối với học sinh
là con công nhân, lao động phổ thông làm việc trong các khu công nghiệp, học sinh tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Nếu mà được hỗ trợ thì tất cả giáo viên đều mong muốn là được tỉnh hỗ trợ. Thì cái bảo hiểm đấy nó giúp giáo viên, tức là người ta có quyền lợi ấy, thì người ta muốn gắn bó lâu dài hơn ấy. Và cũng tức là kiểu như chế độ sau này mình có chế độ hơn thì mình cũng sẽ yên tâm công tác hơn. Tôi thấy rằng là nếu mà để mà thực hiện được cái nghị quyết này thì tôi chắc chắn là cái chất lượng giáo dục trên địa bàn của Bắc Ninh và đặc biệt là các cơ sở giáo dục ngoài công lập là chắc chắn là về chất lượng giáo dục sẽ được phát triển một cách đáng kể. Tại tỉnh Bắc Ninh, trong khi dân số đang có dấu hiệu gia tăng cả tự nhiên và cơ học, khi áp lực về chỗ học cho học sinh thực sự là rất lớn, đặc biệt ở những khu vực làng nghề, địa phương có phát triển công nghiệp. Chính vì vậy, việc ra đời và đi vào hoạt động nghị quyết 149 của tỉnh với chính sách khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập được xem như giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực đối với hệ thống giáo dục công lập. Tuy nhiên, để có những hỗ trợ hợp lý từ sự phát huy hiệu quả giáo dục ngoài công lập thì cũng rất cần có những đánh giá đòi hỏi khách quan về chất lượng dạy và học ở khu vực giáo dục này. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vừa qua gần 40 cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên đã tham gia chuyến hành trình về nguồn Trường Sơn Huyền Thoại tại tỉnh Quảng Bình. Hành trình về nguồn năm 2019 với chủ đề Trường Sơn Huyền Thoại đã đến thăm và dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, đến thăm khu nhà lưu niệm của Đại tướng bên bờ sông Kiến Giang thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đó cũng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời và có những kỷ niệm tuổi thơ. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại địa chỉ đỏ khu di tích Hang Tám Cô nằm trên cung đường 20, một phần của đường Trường Sơn Huyền Thoại, nơi bom đạn Mỹ đánh phá ngày đêm nhằm chặt đứt sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam và cũng là nơi lực lượng thanh niên xung phong đổ máu để giữ cho tuyến đường thông suốt. Hang đá nhỏ bé này ghi dấu sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chuyến đi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ xây dựng quê hương. Mẹ Việt Nam anh hùng, họ chính là những người đã thầm lặng, cống hiến cho đất nước, cho Tổ quốc, những người chồng, người con ưu tú trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Vì thế, phụng dưỡng chăm sóc không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân của thế hệ hôm nay với các mẹ Việt Nam anh hùng. Tỉnh Ninh Bình có trên 1.200 mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn có 48 mẹ còn sống. Đa số các mẹ đều đã tuổi cao sức yếu. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, các mẹ cần được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng, san sẻ yêu thương. Tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc, từ nhiều năm qua, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã nhận phụng dưỡng và chăm sóc suốt đời các mẹ. Tùy từng điều kiện cụ thể mà mỗi đơn vị có cách thức thăm hỏi cụ thể, trợ cấp thêm kinh phí hàng tháng để hỗ trợ, nâng cao mức sống cho các mẹ. Đặc biệt, thường xuyên thăm hỏi động viên các mẹ, quan tâm đến sức khỏe và tích cực tham gia đóng góp vào những công việc của gia đình và trách nhiệm của một người con. Cùng với ngân sách nhà nước, nhiều các cơ quan đơn vị đã chung tay giúp đỡ sửa chữa và xây mới nhiều ngôi nhà tình nghĩa, giúp các mẹ yên tâm sống vui, sống khỏe lúc tuổi già. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7, thành cổ Quảng Trị lại đón hàng vạn người con khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người con huyền thoại về ý chí quật cường, gan góc của người lính Cụ Hồ. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tại nơi đây. Giờ vẫn đang trưng bày một lá thư của người con của quê hương Thái Bình. Mỗi lần được kể câu chuyện về bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương lại gây xúc động cho những người đến thăm thành cổ Quảng Trị. Ở tuổi 18, dù cận kề cái chết, nhưng tâm sự của người lính trẻ gửi gia đình vẫn thể hiện sự lạc quan. Mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau. Và nếu có dịp vào thành cổ Quảng Trị,
nhiều người cũng sẽ ấn tượng với bức ảnh nụ cười chiến thắng bên thành cổ Quảng Trị. Vượt lên sự ác liệt của bom đạn chiến tranh, người lính trẻ quê Thái Bình Lê Xuân Trinh dưới chân thành cổ, nhân vật chính trong bức ảnh vẫn lạc quan yêu đời, dù sự sống và cái chết rất mong manh. Sự lạc quan của người lính, trong đó có những chiến sĩ quê hương Thái Bình, đã góp phần lý giải vì sao chúng ta chiến thắng trong trận đấu không cần sức. Bởi trong 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, thành cổ đã phải hứng chịu số bom khổng lồ, tương đương với sức nổ của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2019 này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao kế hoạch vốn sửa chữa 37 hạng mục công trình lưới điện với tổng kinh phí 44,5 tỷ đồng. Trong tổng số 12 hạng mục sửa chữa lớn trên lưới điện 110 kV, đến thời điểm này có 2 hạng mục đang thi công, 1 hạng mục đang chờ vật tư thi công, 3 hạng mục đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, 6 hạng mục đang phê duyệt phương án và dự toán. Ngoài ra, trong tổng số 25 hạng mục sửa chữa lớn đường dây trung thế và hạ thế, đến nay có 6 hạng mục tự thực hiện đang thực hiện thi công, 8 hạng mục đã ký hợp đồng đang thi công, 5 hạng mục đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, 6 hạng mục đang chờ bổ sung vốn. Tổng giá trị hạch toán đến cuối tháng 6 vừa qua là 8,6 tỷ đồng. Thực hiện đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định năm 2016 đến năm 2025, quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV, quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp sau các trạm biến áp 110 kV để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành điện lực. Từ tháng 12 năm 2018 đến nay, Công ty Điện lực Nam Định triển khai hiệu quả đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo về hạ tầng thiết bị, hạ tầng lưới điện. Hiện nay, Công ty Điện lực Nam Định đang quản lý vận hành 200 km đường dây 110 kV, 92 lộ đường dây trung áp 22 và 35 kV với tổng chiều dài 2.378 km, 13.673 km đường dây hạ áp, 11 trạm biến áp 110 kV với 20 máy biến áp có tổng công suất đạt 696 MVA, 4 trạm trung gian cấp điện cho các trạm bơm đầu mối phục vụ nông nghiệp, 3.458 trạm biến áp phân phối với 3.543 máy biến áp có tổng công suất 1.331 MVA. Sau quá trình triển khai tích cực khẩn trương, đến nay Công ty Điện lực Nam Định đã hoàn thành xong việc nâng công suất trạm 110 kV Hải Hậu từ máy 20 MVA lên máy 40 MVA, máy T2 ở huyện Trường Ninh và bắt đầu đưa vào vận hành sử dụng, triển khai hoàn thiện dự án nâng cao năng lực truyền tải của đường dây 110 kV, 172, 173 trạm 220 kV Nam Định để cấp điện cho 6 huyện phía Nam của tỉnh. Trong những ngày nắng nóng, một số địa phương trong tỉnh Thái Bình đã rơi vào tình trạng mất nước. Song với việc duy trì vận hành 2 trạm biến áp, nhà máy nước Quỳnh Sao huyện Quỳnh Phụ vẫn đảm bảo cấp đủ nước cho người dân. Nhà máy nước Quỳnh Giao thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Thanh Sơn có công suất 13.500 m khối một ngày đêm, hiện cung cấp nước cho 16 xã trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Những ngày nắng nóng, nhu cầu dùng nước của người dân cũng tăng cao, công ty phải vận hành tối đa công suất. Do có 2 trạm biến áp sẵn sàng phục vụ công tác sản xuất nước sạch, từ đầu mùa nắng nóng đến nay, nhà máy nước Quỳnh Giao luôn duy trì cung cấp nước ổn định cho người dân, đồng thời giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 20%. Trong 6 tháng đầu năm, toàn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ 1.113 vụ, 1.254 đối tượng, phá 21 chuyên án, 31 đối tượng, triệt phá 10 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh đưa về Nam Định tiêu thụ. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, thời gian tới, lực lượng công an các cấp tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn,
liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát, sớm phát hiện manh nha tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy trong giới trẻ, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với gia đình, các nhà trường trong việc quản lý giáo dục con em, tích cực tạo công ăn việc làm cho thanh niên đến tuổi lao động, thực hiện tốt việc quản lý các đối tượng sau cai nghiện, sau khi ra tù về địa phương, giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.